xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft kỵ sĩ rồng. Và trong thời gian với 2 tập á thì mình có AFK để cho hai bé rồng, một là rồng Nether nè, hai là rồng mặt trời của mình lớn lên. Và hiện tại thì hai bé ấy đã đủ tuổi trưởng thành rồi. Ở đây mắc máu là 200 á các bạn ơi, nên mình có thể bắt đầu mặc giáp cho hai bé ấy được rồi á. Nhưng mà giờ vật liệu làm giáp thì mình vẫn chưa có đủ, vì mình dự định sẽ chế tạo bộ giáp rồng Emerald luôn. Nên giờ thì mình sẽ cố gắng mang hết cái số Emerald mà mình có được. Coi cái rương này không có rồi, cái này có 5 nữa nè. Và bên kia nữa, mình nghĩ bên kia sẽ còn nhiều lắm. Tại vì hổm rày á mình cực kỳ ít sử dụng Emerald luôn. Emerald đây, ở đây còn rất là nhiều luôn nè. Rồi giờ thì mình sẽ chế tạo những cái khối Emerald trước. Mình cần ít nhất là khoảng 11 á các bạn ơi, để mình có thể làm được cánh cổng này, cũng như là một cái cây gậy kích hoạt. Rồi làm thêm một vài khối nữa, 1, 2, 3. Với nhiêu đây khối Emerald á thì mình sẽ bắt đầu vào việc làm một cái cánh cổng dịch chuyển tới thế giới Emerald luôn nhá. Rồi một cây gậy kích hoạt cổng Emerald nè. Và cổng Emerald thì chắc mình sẽ đặt cạnh cổng kim cương luôn đi. Đặt sao để sau này mình còn có đường vô ta. Cái này là đường vô đúng không? Vậy là mình sẽ đặt xéo qua hướng bên này. 1, 2, 3 nè. Sau đó mình sẽ lấy thêm đất cái đã. Tại vì mình cần có đất á để đặt ở những cái góc, để không thôi tốn thêm mấy cái Emerald thì uổng lắm. Ở đây một khối. Và cuối cùng là ở trên này. Ở đây thì một khối đất. Và ten. Nhìn cái cổng nó không có đẹp cho lắm á, nhưng mà không sao đâu, miễn sao mình kích hoạt lên và chui vô thế giới Emerald là được à. Lắp cái này lại. Và sau đó thì mình sẽ sử dụng cái Emerald Block Portal Active này á để mình kích hoạt lên nhá. Đó, kích hoạt lên được rồi nè. Và giờ thì mình sẽ bắt đầu đi vào bên trong thế giới Emerald á, để lấy về một ít cái Emerald và làm giáp cho bé rồng của mình thôi. Không biết dưới này sẽ như thế nào nữa. Ui, nguy hiểm vậy ta. Ở đây có hình như cái khối slime đúng không? Ui, cái này, thế giới này vừa có Emerald và vừa có thêm cái khối chắc nhờn nữa chứ. Ui, vậy là sắp tới mình thoải mái sử dụng cái khối chắc nhờn này luôn. Wow, thích nha. Rồi, công việc kế tiếp của mình á là đem một ít cái khối Emerald về nhà để cho mấy bé rồng mình có giáp và mặt nữa. Mình sẽ đào một ít thôi, rồi sau đó đi khám phá xung quanh nhá. Không biết ở đây có cái tòa tháp nào không nữa, tại vì ở dưới thế giới kim cương á là mình không có gặp cái tòa tháp nào rồi. Ở này mà không có nữa chắc buồn lắm luôn. Qua mấy thế giới khác chủ yếu là đi khám phá hả. Rồi đào ở đây thêm một lần nữa. Với 51 khối thì mình nghĩ đã đủ rồi. Giờ thì mình sẽ chưa. Trước khi đi đâu á thì mình khuyên là nên đặt một cái điểm ở đây nè, để tránh trường hợp một hồi mình quên. Đây mình sẽ đặt ở đây là portal. Đó, vậy cho an toàn. Rồi, đi đâu cũng được. Và ở đây. Ui, cái đuôi con rồng kìa. Nó mới thò cái đuôi ra ngoài đó các bạn. Con này có vẻ bự đây. Bự thì bự, mình vô mình đơm cái một mà. Ây cha. Sống lóng luôn. Emerald kết hợp với rồng bronze. Ui, cái này hơi căng nha. Ui, ở đây cũng có đàn em nữa, đàn em Wither. Dạ, lâu lắm rồi mình mới sử dụng cái thanh kiếm này. Ui, lâu cực luôn rồi đó. Hổm rày mình toàn sử dụng cây kiếm của kỵ sĩ rồng lửa thôi. Giờ quay lại sử dụng kiếm này quánh nó không quen cho lắm. Nhưng mà không sao đâu, mình sẽ cố gắng. Oh my god, mình nhặt được cái đầu Wither thứ 3 rồi. Ui, hôm nay có vẻ may mắn rồi nè. Nhưng mà giờ mình cần ăn vô cái đã, đói bụng quá trời rồi nè. No bụng, có thêm sức chiến đấu và đơm hai con rồng này thôi. Rồng á. Ui sao một con. Vậy là muốn chiến đấu công bằng chứ gì. Ui chiến đấu công bằng mà. Hai người tấn công liên tục xong mình đỡ nổi. Chiến đấu công bằng. Chơi mà 2-1 hả. Mình căng hai luôn. Ui rồi, không ổn mà phải xong kiếm mới được. Một cái kiếm này có vẻ không ổn. Hai con rồng. Mình không có sợ đâu nhá. Sông lông thì mình có sông kiếm diệt rồng chứ có gì đâu. Này thì sông lông nè. Chà, hai mà ui. Nó quẹt mình một cái, bay đập mặt vô đây luôn. Wow, con này nó khỏe cực. Dám nghĩ sao dám quýnh kỵ sĩ rồng.
dám quýnh kỵ sĩ rồng nè. Này thì quýnh kỵ sĩ rồng. Sẽ đơm con rồng này trước, tại vì con rồng này hồi nãy mới quật mình nè. Dám quật mình á. Người ta vậy mà dám quật. Ui hình như con kia nó mệt tại sao rồi nó nghỉ ngơi. Ui mới nói nó mệt cái nó đập cánh tiếp. Không sao không sao. Dù ngươi đập cánh thì ta cũng tiêu diệt ngươi thôi. Nhưng mà trước khi tiêu diệt con rồng Ron á thì mình cần phải hạ gục con rồng Emerald này trước cái đã. Để không thôi lúc mình đánh nó thì nó lại quật mình rồi đập mặt vô tường như hồi nãy thì toàn mất. Giờ thì chịu thua đi. Ui thanh kiếm này có vẻ diệt rồng hơi lâu các bạn ơi. Nhưng mà mình vẫn thích hai thanh kiếm này hơn. Tại vì hình dạng á nó khá là đẹp luôn. Ngoài ra nó còn có hiệu ứng kèm theo nữa, đó chính là đóng băng kẻ thù này. Rồi và tới con rồng này. Ây, nó gấp mình. À, định trả thù cho bạn chứ gì. Không sao đâu, ta sẽ cho ngươi gặp bạn ngươi sớm thôi. Dù sao thì hai người cũng là bạn, ở chung một hang mà. Giờ thì đi cùng nhau nè, tiễn ngươi một đoạn luôn. À, sau đó thì mình sẽ kiểm tra kỹ coi. Tại vì những hang rồng cạnh nhau á thì sẽ có xác suất nhặt được những cái vải rồng huyền thoại các bạn ơi. Với những cái vải rồng huyền thoại đó thì mình có thể chế tạo được những cái bộ giáp này, cũng như là thanh kiếm diệt rồng cấp độ cao nhất đây. Đó là xác đồ mình có thể nói là bất tử với những con rồng này luôn. Rồi giờ thì hạ gục nó thôi. Ây, nó gần chết rồi. Ui nó đốt qua kìa. Ui đâu rồi. Thôi xong rồi, con kia nó có thời gian nó bỏ chạy rồi. Nó lợi dụng lúc mà lửa nó che mắt mình á, rồi nó bỏ chạy mất tiêu luôn. À, con này ranh ma thiệt á. Dám bỏ trốn nữa chứ. Nhưng mà không sao đâu, dù sao mình cũng hạ gục được người bạn của hắn rồi. Và giờ thì mình sẽ bắt đầu lấy đồ trong người của con rồng này ra nhá. Hy vọng rằng nó sẽ rơi ra cho mình thêm những cái quả trứng. Rồi, lấy nè. Có trứng không? Có luôn, nhưng mà trứng rồng red rồi. Ồ, buồn vậy ta. Không biết nhà mình có quả trứng rồng emerald nào chưa nữa. Ồ, quả trứng rồng bronze chứ. Tại vì giờ mình chỉ cần đúng quả trứng rồng bronze thôi. Và cái hang rồng này có vẻ không phải là hang rồng mình cần tìm rồi. Nếu mà mình kiểm tra một vài rương nữa coi, nếu mà nó có những cái quặng vải rồng màu tím á, vải rồng đặc biệt á các bạn ơi, thì chỗ này sẽ còn những cái rương khác chứa nữa. Nhưng mà mình kiểm tra trong này thì nó chỉ là những món đồ bình thường thôi hả. Ừ, là cái hang rồng không phải rồi, tiếc ghê luôn á. Và mình cũng đã lỡ cho cái con rồng kia nó sổng ấy. Hy vọng rằng con rồng đó không có trả thù mình, tại vì mình cũng chưa có giết nó mà, chỉ đơm người bạn của hắn thôi. Ừ, ở đây có thêm emerald nè. Rồi giờ thì chắc mình sẽ đi ra ngoài và khám phá tiếp một đoạn nữa trước khi trở về nhà nhá. Đây đập ra một cái nè. Rồi đi ra thôi. Ui ra ngoài thật là thích đó. Ừ, mấy anh này thì chắc mình sẽ farm thêm một ít anh nữa coi có rơi ra không nhá. Nhảy đi. Thế giới kim cương hay em rồi tính vậy cứ ngoắc ngoắc đi kiếm gì làm gì không biết nữa. Kiểu như anh đang muốn hay sao ấy. Muốn nữa đi. Nhảy đi. Quýnh mà còn nhảy nữa thì tình anh luôn á, tối hoài vừa thôi. Rồi coi hang rồng này có con rồng gì nào. Ui có khi nào con rồng Ron này không, chắc không phải đâu. Tại vì nếu mà con rồng Ron hồi nãy thì nó phải có được hai con rồng ở trong một cái hang chứ. Tại vì hang rồng lúc nào cũng có rồng bên trong hết các bạn ơi, không thể nào bỏ trống được đâu. Vậy là con rồng này con rồng Ron khác rồi. Thôi đi, mình không muốn tiêu diệt nữa đâu. Tại vì mình đã hoàn thành xong cái mục đích là lấy Emerald rồi. Không nên sát sinh nhiều quá, không thôi nghiệp nó quật á. Rồi giờ mình sẽ xác định cái vị trí của cái điểm dịch chuyển đâu ta. Đây, hướng bên này nè. Bay tèn tèn về, sẵn đó khám phá luôn. Và hầu như ở thế giới nào thì nó cũng có TNT như vậy nè. Không biết TNT làm gì nữa, chứ mình thấy TNT thì cực kỳ nguy hiểm luôn. Lỡ mà mình quên á, châm lửa một cái thì thôi, nó nổ chắc banh cả khu vực này luôn quá. Về nhà một cái nè, rồi sau đó thì mình sẽ tiến hành chế tạo áo giáp cho mấy bé rồng của mình. Giờ thì chắc mình sẽ cất vải rồng vô trước đi. Và đầu quy đời thì mình đã có được 3 cái luôn nha. Chị là mình sắp có thể tiêu diệt được con boss quy đời rồi. Cái tiếp thì mình sẽ cho vào bàn chế tạo. Đặt theo công thức để mình nhớ coi. Mình sẽ làm hẳn 2 cái luôn đi. Rồi sau đó thì mình sẽ ra đây. Cho hai bé rồng này ra ngoài nhá. Hôm trước up cho nở ra đây đúng không.
Ở đây tiếp nha, ở đây một bé rồi. Đập cái này ra. Cho bé này bên đây nữa. Hai bé bự hết muốn toàn cái nhà mình nữa. Rồi kế tiếp thì mình sẽ mặc áo giáp vô như bình thường thôi. Để coi coi. Có vẻ hai cái bé rồng này mặc áo giáp Emerald nhìn nó không có hợp hợp tông màu cho lắm các bạn ơi. Nhưng mà dù sao đây cũng là thứ mà mình cất công đi xuống thế giới Emerald để tìm ấy, nên mình nghĩ hai bé chắc cũng mặc được. Và kế tiếp thì mình cần phải sắm cho hai bé rồng này những cái yên cưỡi để mình còn trèo lên và cưỡi nữa chứ. Bé này coi, yên cưỡi nè. Và cuối cùng là hai cái rương để mình có thể đặt lên người và mang theo đồ khi mà cưỡi hai bé này. Rương rương thì mình cần phải có gỗ, đổi hết cái này ra ván và chế tạo hai cái rương liền. Xong rồi đó, đầy đủ trang bị rồi. Sắp tới có đi khám phá thì mình sẽ dẫn mấy bé này theo nhá. Nhưng mà một lần á, mình không thể nào dẫn hết đàn rồng của mình đi được. Đã vậy mình còn cất bớt vô trong rồi. Tại vì ở ngoài á thì mình sẽ bị hơi lác lác một xíu, nên mình sẽ cho hết bé bé này vô trong amulet luôn đó. Mình chỉ chừa mấy bé rồng mà mình mới ấp ra thôi. Rồi như vậy thì việc chế tạo giáp cho hai bé rồng đã xong. Kế tiếp thì mình sẽ tiến hành ấp trứng rồng nha. Đây trứng rồng Sapphire nè. Đợt trước mình có nhặt được một quả nhưng mà vẫn chưa có thời gian để ấp. Giờ thì mình sẽ chế thêm một ít cái hàng rào đi. Đợt trước ấp trứng rồng Sapphire xong á, rồi mình lo đi hái hoa bắt bướm, hồi về bé đi mất tiêu luôn. Và cái kết là bé thấy lọt xuống hố lava sau ấy, bị đốt luôn à. Giờ mình hơi hơi tiếp một xíu á, nên mình sẽ cẩn thận hơn, làm một cái hàng rào thật là kiên cố cho bé ấy ở bên trong và quá trình ấp nó sẽ diễn ra an toàn. Ấp trứng rồng ở đâu ta? Chắc mình sẽ quay trở lại chỗ cũ đi. Đây đây đây, cái chỗ băng nè, kế cái lò luyện rồng băng luôn. Và mình sẽ làm một cái hàng rào. Cái này chắc mình sẽ dọn ra quá, chứ để xét xác gì lỡ mấy con zombie nó kèo vô nó quánh bé rồng mình thì sao? Không được không được. Đây, nhỏ quá không ta. Mình sẽ làm như vậy. Cái này thì chắc đập ra nè. Đập ra một cái. Rồi vòng qua cái cây này luôn. Có cây bên trong luôn nha. Rồi rào lại. Và chỗ này thì mình sẽ đập ra nè. Đó, đập. Ui ui ui, anh lỡ trúng. Sẽ đập hai ô này ra. Rồi sau đó nó lại qua với khu vực bên đây thôi. Vậy là mình đã xong cái chỗ cho bé rồng băng có thể ấp được rồi. Kế tiếp á, rồng Sapphire chứ. Kế tiếp thì mình sẽ đặt quả trứng rồng xuống phía dưới và từ từ sẽ hấp thụ nước và biến cục nước thành cục băng cho coi nè. Đó, được rồi nè. Và không thể thiếu đó chính là những cây đuốc để mình vô trong nhà mình. À đây đây, mình sẽ lấy một cây đuốc và cắm vào ở giữa nha, để cho có ánh sáng chứ làm trong đó tối thui thì nguy hiểm lắm. Đó, ui một khoan, cắm xa xa ra tan băng như chơi á. Rồi vậy là ổn rồi nhá. Chưa ổn cho lắm, chưa, để mình tiếp chỗ này lại một cái. Đó, vậy là ổn áp rồi. Vậy là quá trình áp rồng băng đang được diễn ra các bạn ơi. Trong lúc này á thì mình sẽ vô trong nhà và đặt cái bộ sưu tập trophy mà mình tìm được ở dưới thế giới Trial of Paris lên nhá. Sau rất nhiều ngày khám phá ở phía dưới thì mình đã có được để coi nào, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 loại trophy luôn. Và Naga thì mình có tới 2 cái trophy lận. Nên giờ mình sẽ bắt đầu treo lên. Mình sẽ treo hướng nào ta? Hướng này đi, hướng này thì mình có thể ngắm được mấy bé rồng của mình nè. Nên mình sẽ treo ở đây nhá. Đầu tiên thì mình sẽ treo rồng trước đi nha. Rồng Hydra ở trên cùng nè. Wow. Rồng Ender, khi mà mình đặt cái cần gạt á thì cái mỏ nó sẽ cạp cạp giống như con vịt vậy đó. Không biết cái con rồng Hydra này có được không ta. Để mình tìm ít cái đây đây, cần gạt nè. Nếu mà rồng đầu rồng Hydra mà cạp cạp được chắc vui lắm. Té thử. Không được rồi. Đầu rồng Hydra không cạp được. Thôi kệ không sao đâu. Kế tiếp chính là đầu của nữ hoàng băng giá. Đó. Và cạnh bên đó chính là Lick. Đây là cái con vật mà mình có thể nói là đấm thứ hai nè, ở trong cái tòa tháp Lick á các bạn ơi. Phía dưới thì mình sẽ đặt đầu của con Urgas. À không, nguyên con Gas luôn, nguyên con Urgas nè. Đã vậy cái chân còn ngoe ngoẩy nữa chứ. Và hai bên thì mình sẽ gắn vào hai cái trophy của gắn Naga. Và ở phía dưới chính là hai trophy của hai con bò. Ở không, một con bò nấm thôi, còn đây là Phantom Knight các bạn ơi. Ở đây. Như vậy thì mình đã xong cái bộ sưu tập trophy rồi. Ở này còn thiếu một slot, đó chính là trophy của cái con
cừu sừng tắm hay sao ấy. Mình vẫn chưa tìm được vị trí của con boss đó nên mình vẫn chưa có thể tiêu diệt được. Khi nào tìm được vị trí thì mình sẽ đánh nốt con boss đó luôn. Vậy là mình đã xong bộ sưu tập rồi. Và số emerald còn lại thì mình sẽ để dành trong này đi. Khi nào mà mình cần chế tạo áo giáp cho mấy bé rồng nữa thì mình sẽ lấy ra và sử dụng nha. Giờ trời cũng đã sắp tối rồi nên mình sẽ ngủ một giấc rồi sáng nhắc dậy tiếp tục trông coi có quả trứng rồng băng, tránh trường hợp lạc mất nữa. Rồi hẹn gặp lại các bạn khi mà mình ngủ xong một giấc nha. Ngoài ra tập trước á, thì mình còn nhặt được một vài cái hạt giống đậu phép thuật nè. Mình vẫn chưa có trồng nữa. Và giờ thì chắc mình sẽ lấy cái loại đất mà mình tìm được ở dưới thế giới Chila Forest để trồng thử cái loại đậu này nha. Không biết nó như thế nào nữa. Nhưng mà với cái tên Magic Bean này thì mình nghĩ trồng một phát nó sẽ cao vút lên trời giống như mấy câu chuyện cổ tích vậy đó. Rồi giờ thì chắc mình sẽ trồng thử một cái cây đậu ở chỗ nào trống trống đi. Khu vực này đủ trống chưa ta? Đây đây đây, chỗ này quá trống luôn nè. ở đây đi, cho nó cao hẳn. Rồi, dọn mấy cái cỏ này ra một tí. Sau đó đặt cái khối này ở giữa. Rồi, chuẩn bị nè. Không biết có cần bột xương để kích thích cho mau phát triển không nữa. Nhưng mà mình sẽ thử. Ba la, và hy vọng rằng trên thế giới Vanilla này vẫn có thể sử dụng được cái loại đậu này nhá. Ba la, boom. Ta-da. Thiệt nè. Ui, ôi, rất là giống trong mấy cái câu chuyện cổ tích luôn á. Hạt đậu phép thuật à, thì ra đây là loại đậu mà mình có thể trồng ở phía dưới thế giới Chila Forest để mình lên mấy cái đám mây có người khổng lồ có hình dạng Iran mình nè. Cái này có thể giúp những người không có thể nào bay á có thể đi lên trên một cách dễ dàng. Nhưng mà thiết kế cây đậu này hơi kỳ nha, bằng mấy cái khói gì người ta nhảy mỗi chân chết luôn á. Wow, để coi coi nó xoắn tới đâu nha các bạn. Wow, nó xoắn thì cao cực luôn á. Wow, cao thực sự luôn. Nó cao một phát một tới 170 block. Sẽ ra sao nếu như mình làm nguyên một cái căn cứ ở phía trên bầu trời và đường lên đó chính là cái cây đậu này. Wow, được á nha. Sắp tới chắc mình sẽ xây một cái căn cứ hoặc là một cái khu vực sàn nào đó thiệt là rộng. Rồi mình sẽ cho mấy bé rồng của mình lên trển sống, tránh xa sự làm phiền của mấy con quái vật ở phía dưới luôn. Tùy cú mèo. Vậy là cây đậu phép thuật đã được mình trồng rồi. Và mình phải cố gắng tìm thêm mấy cái hạt giống này. Và nó có đầy ở phía dưới thế giới Chila Forest á, mình cũng không cần quá lo lắng đâu. Kế tiếp mình sẽ ghé qua chỗ này coi. Ủa, đâu mất tiêu nó rồi. Ủa, ủa rào lại vẫn mất à. Ủa, ủa bé rồng đâu rồi? Ấy da, ủa kỳ vậy. Ủa mình rào lại rồi mà rồng đâu có. Mình nhớ không lầm á thì chỉ có rồng nguyên tố á, khi mà còn nhỏ thì mới đi xuyên block thôi. Cái này là rồng hoang dã mà, đâu có những khả năng đặc biệt đó đâu mà. Rồi xong luôn rồi. Ô sao lại vậy? Ô bé có đi lạc đâu không ta? Mình rào kỹ thế rồi đó, đâu còn chỗ nào trống đâu. Mà sao đi lạc được? Trong này không có luôn. Dưới này coi. Cái này chắc không có chạy sâu dưới hang như vậy đâu. Ôi đừng nói mình bị lạc nữa nha. Mình đứng cạnh đây luôn mà. Ôi mới nghịch với cây đậu một xíu thôi đã lạc thêm một bé rồng nữa rồi. Mình cưỡi dẫn mấy này xa xa lên xíu coi. Coi có đứng dưới chân không. Rồng hoang dã thì nó không có nhận người thân tùm lum đâu, nên nó chỉ ngồi yên một chỗ hả. Ôi rồng Sapphire là rồng Sapphire. Mình rất là khó khăn trong việc tìm quả trứng đó mà khi ấp thì lại bỏ mình đi chứ. Hay là bắt buộc phải ấp ở vùng đất băng giá. Ở đây đây. Trời ơi em ơi, làm anh giật hết cả mình à. Núp ở đâu mà kỹ vậy? Đó đó, đâu có đi xuyên block được đâu các bạn. Chẳng qua là
hình như là tàn hình trong lúc chuẩn bị nở hay sao ấy. Được rồi, giờ thì mình sẽ vô trong lấy cái cây gậy huấn luyện rồng cái đã. Gậy huấn luyện rồng ở đây có cái horn rồi nè. Chắc mình sẽ lấy cái cây gậy đây 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 cây gậy mình đặt trong ba lô mình đeo trên người. Rồi giờ thì ra ngoài cho bé rồng mình tỉnh một xíu đi, hiếm lắm thì mình mới có thể tìm được quả trứng rồng Sapphire nên mình không muốn mất đâu. Rồi stay in nè, sau đó có nên làm ít thức ăn không ta? Mình nghĩ mới nở ra nên ở trong này đi, vô trong hon nè, rồi vô sữa ngồi ở đó đi nha, anh qua đây anh tìm thức ăn rồi cho em ăn. Rồi coi nào, thức ăn đâu rồi ta, thức ăn đâu rồi, hình như mình hết rồi. Ủa mình hết thiệt hả ta? Ồ mình nhớ mình còn nhiều lắm mà. Có xương rồi nè. Giờ mỗi tội là thiếu thịt thôi. Ủa mình nhớ mình đâu có ăn phần nào của bé ấy đâu. Kiểm tra trong ba lô coi. Trong này không có luôn. Chắc mình phải bắt bò bỏ vô trong cái mob farm quá. Chứ giờ hết thịt mất tiêu rồi. Đây mình thả con xương ra đi giải phóng cho nó. Rồi. Rồi cảm ơn ngươi đã cho ta xương trong khoảng thời gian vừa qua nhá. Và sau đó thì mình sẽ bắt một bé bò trong cái chuồng bò mình nè, cho vô trong để lấy thêm thịt thôi. Chứ giờ mình thấy mình đi farm cũng không kịp đâu. Tại vì bé ấy mới nở ra nên cần ăn để mau lớn á. Vô trong nhà kiểm tra kỹ coi. Mình sợ mình còn cất một vài phần ăn ở trong đây á. Đây còn lát xôi nguyên nè. Một xíu mình sẽ bắt thêm bò. Thức ăn cho rồng Raygun Meal mình nhìn sơ qua thì thấy không có rồi. Ở đây cũng không có luôn. Thức ăn đâu mình đâu có giấu lung tung trong đây đâu. Rồi ok. Ở file. Thôi cả giờ thì mình sẽ đi lanh quanh để pha một ít cái thịt bò để cho bé ăn liền thôi, chứ mới nở ra thì chắc cũng đói á các bạn ơi. Rồi hẹn gặp lại các bạn khi mà mình farm được một ít bò nhá. Định đi farm bò nhưng mà bò đâu không thấy, chỉ thấy cừu thôi, nên giờ thôi kệ, mình sẽ mang thịt cừu về luôn. Giờ được 32 miếng rồi nè. Và giờ thì mình mới thấy trong ngôi làng của mình có một căn nhà chứa giáp của mấy anh dân, ủa mấy anh hiệp sĩ nè. Wow, đây là nơi ở của mấy ảnh hay sao ấy. Nhưng mà mấy ảnh mặc giáp hết trơn rồi. Trong đây toàn là mấy cái giá treo đồ trống thôi. Thôi kệ, giờ mình sẽ trở lại với công việc farm thịt cừu nhá. Ui đi ra đi, chém trúng nhầm á. Mà không muốn chém nhầm đâu. Cẩn thận mới được. Đó nhảy lên chém như vậy nè, tránh trường hợp nó quét cạnh rồi trúng mẹ con nhà lừa nữa. Đây, farm thêm cừu 47 49, tại vì kiếm mình có dòng nhạc á nên farm nó cũng nhanh thôi. 51 nè. Chém hụt. Chém hụt. Rồi 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 được. Kế bên mình cũng chém hụt nữa, lâu quá rồi không đụng vô cây kiếm này, chắc mình phải tập luyện lại mới được á, chứ chém như vậy đánh nhau với rồng chắc hết toàn mất. À, đây 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 còn hai bé nữa. Rồi xin nhá. Và bé cuối cùng. Mình nghĩ với tầm này thịt á thì cũng đủ cho bé rồng Sapphire của mình ăn dằn bụng rồi. Giờ thì về nhà và kết hợp với xương để tạo ra những cái phần ăn thơm ngon cho bé rồng ấy thôi. Và nếu còn dư ra một ít á thì mình sẽ cho em rồng Emerald ăn luôn, tại vì đợt trước mình chưa cho rồng Emerald ăn đủ á, sợ bé ấy đói. Rồi, giờ không dài dòng nữa, bắt đầu chế tạo thức ăn thôi nào. 17 phần ăn. Rồi rồi rồi. Chuẩn bị ăn nha. Đây 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 đây. Rồi. 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10. Và cho ăn khoảng mấy phần ta? 15 phần đi. 11, 12, 13, 14, 15. Rồi với 15 phần ăn thì bé ấy được 78 máu. Wow, là trạng thái đói đã hết rồi nè. Và rồng Sapphire thì có cặp mắt màu tím các bạn ơi, nhìn rất là đẹp luôn. Và nhìn sơ qua thì mình thấy rồng Sapphire với rồng băng là có đôi cánh đẹp nhất, còn rồng lửa chỉ được cái là ngầu thôi à. Đó các bạn thấy cánh của rồng băng chưa, có những họa tiết cực kỳ đẹp luôn. Rồi khi nào bé rồng của mình lớn lên một xíu thì mình sẽ cho mặc giáp. À mà không, giờ vô vô trỏng làm luôn đi. Coi coi em Merle ở đây hình như là, để mình coi coi có cái áo giáp rồng hoang dã bằng Emerald không. Ồ, không có rồi. Với cái làn da màu xanh như vậy thì mặc áo giáp kim cương nó sẽ bị tệp màu á. Và ở đây thì có ba loại,
Bốn loại chứ, bằng sắt nè, rồi bằng vàng, bằng kim cương và cuối cùng, ôi, năm loại luôn, bằng bạc và cuối cùng là bằng Radiant Steel Ingot đấy. Nhưng mà mình nghĩ mình sẽ làm thử bộ giáp bằng sắt coi, tại vì sắt mình có cũng khá là nhiều chứ bộ. Đây nè. Ở đây nữa, để mình nén hết cái số sắt mà mình có trong nhà, coi được bao nhiêu rồi mình sẽ làm giáp cho bé ấy nha. Như vậy thì cơ thể của bé sẽ được nổi bật hơn, chứ mặt giáp kim cương nó sẽ bị trùng mất. Đầu tiên là cái nón nè. Ủa? À đây đây đây, đồ bằng sắt, ấn nhầm rồi. Đó, ném thêm ở sắt coi, để mình làm thêm cái phần đuôi với phần cánh nữa. Rồi, không đủ. Với 11 thì mình có thể làm được cái phần đuôi không? Đuôi, à đủ nè. Và còn dư 8 thì mình sẽ làm tiếp cái phần body không đủ. Phần neck cũng không đủ luôn. Ok, tạm thời là đầu với đuôi nha. Khi nào mình khá hơn thì mình sẽ cho mặc thêm mấy cái còn lại. Rồi, đuôi nè. Đầu đâu rồi? Đầu đây. Đó. Các bạn thấy ngầu chưa? Phải kết hợp những cái set đồ hợp màu với nhau thì nhìn bé rồng mới đẹp được. Như vậy thì đã có được một bé rồng Sapphire với bộ giáp, nửa bộ giáp sắt rồi đó. Sắp tới thì mình sẽ cố gắng chế tạo full luôn nha. Còn giờ thì chắc mình sẽ ăn một miếng cũng như là dọn dẹp đồ trước khi làm công việc tiếp theo nha các bạn. Mặt trời cũng đã xuống núi rồi các bạn ơi, và hồi nãy mình có nhặt được cái đầu Wither thứ 3 á, cho nên trong ngày hôm nay thì mình sẽ quánh con Wither luôn để có thể sở hữu được cái sao Nether nha. Kế tiếp thì mình cần tìm những cái cát linh hồn cái đã. Mình cần ít nhất là 4 cái cát linh hồn á. Hình như cát linh hồn mình hết hay sao rồi. Tìm mãi mà không thấy ở đâu hết. Để mình tìm kỹ hơn một xíu coi. Mình nghĩ nó nằm đâu đây thôi. À đây, cát linh hồn đây. 4 cái cát linh hồn. Rồi, và mình sẽ đánh con boss Wither này ở đâu ta? Trước giờ mình đánh boss Wither mình toàn lũi xuống hang để đánh thôi, để đỡ cái việc mà nó tàn phá thế giới xung quanh á. Nhưng mà mình nghĩ bây giờ mình cũng đã khá là mạnh rồi, nên mình sẽ đánh ở bên ngoài luôn, để coi mình sẽ mất bao nhiêu thời gian để có thể đánh gục được một cái con boss Wither siêu mạnh nhá. Mình sẽ đặt ở đây đi, tại vì ở ngay chỗ nước này chắc nó không nổ lan đâu. Rồi, kế tiếp mình sẽ đặt hai cái đầu trước. Một cái, hai cái. Đúng chưa? Rồi, chuẩn. Và mình sẽ mang cái vũ khí mạnh nhất của mình tại thời điểm này, đó chính là kiếm rồng. Đó, đây là kiếm của kỵ sĩ rồng lửa nha. Và cộng cho mình 10 sức tấn công nè. Như vậy thì mình sẽ có lượng sát thương cao nhất. Kết hợp với... Ui, đi ra đi Toru, đi ra đi. Boss Wither ra là nó mằn thịt người đấy. Ui, gì đây? À, định gấp vui à. Được luôn, cho Zombie Baby gấp vui luôn. Rồi. Coi Zombie Baby chịu nổi một cú nổ của con Boss Wither không nha. Sau đó thì đi ra Toru, đi ra. Đi ra em ơi. Rồi bị xong Toru rồi. Úm ba la. Chuẩn bị nè. Nó cái tội lì. Bảo đi ra rồi không nghe. Người dám phá hủy hả? Ai cho người phá hủy? Không đánh ta mà đánh ai đấy? Đánh Toru các bạn ơi. Tên này lì thiệt, lì nè. Một phút cuối cùng. Các bạn thấy bây giờ mình khỏe cực không? Tại vì bộ giáp kỵ sĩ rồng mình có khả năng phòng thủ rất là cao luôn, nên những phát bắn của mấy con Wither nó cũng không thốn là bao. Chỉ có điều sát thương tự độc của nó thì hơi nguy hiểm một tí, tại vì mình đâu có bị nhiễm với độc đâu. Rồi, giờ thì lắp cát lại. Hư hết mấy block luôn. Và thật là hên khi mà bé Toru vẫn được mình bảo vệ. Hên cho em đó là mình mạnh đó. Chứ không thôi là em này ha, bị con Wither làm gỏi rồi. Thôi dù sao thì mình cũng đã lấy được cái sao Nether Star đầu tiên rồi. Sao Nether này thì mình có thể chế tạo được hai món cần thiết. Thứ nhất là beacon, mà cái này thì chắc mình sẽ không cần. Và thứ hai chính là một thanh kiếm của kỵ sĩ rồng thứ... Cái này là mạnh thứ hai thôi. Còn mạnh nhất thì cần phải có vải rồng tím cơ. Nhưng mà không sao, cái đó thì từ từ mình sẽ chế tạo. Và như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã chế tạo được hai bộ giáp Emerald cho bé rồng Nether cũng như là bé rồng mặt trời. Và thật là may mắn khi mà mình đã tìm được bé rồng mà sao
Sapphire sau một pha hút vía. Tưởng đâu lạc thêm bé rồng Sapphire thứ hai chứ. Rồi sắp tới thì mình sẽ cố gắng trông nom cái bé rồng Sapphire này thật là kỹ càng để không cho mất bất cứ em rồng nào khác nữa. Và trong thời gian sắp tới thì mình sẽ quay trở lại cái khu vực Chila Forest để khám phá những thứ còn lại ở phía dưới nhá. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.